quý vị, vừa qua truyền hình pháp luật đã có bài phản ánh về tình trạng một phần đất ở xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò trong cùng một khoảng thời gian lại tồn tại đến hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lý giải về vấn đề này thì Ủy ban Nhân dân huyện Lấp Vò cho biết là do cán bộ nhầm lẫn trong khâu vào sổ. Không chỉ có vậy mà hầu như quy trình cấp mới sổ và tách thửa đều chưa được thực hiện đúng, khiến gia đình bà Loan đứng trước nguy cơ mất đất, mất luôn cả lối đi vào nhà. Nhập nhằng quyền cá nhân trong khối tài sản chung. Đây từng là phần đất của gia đình bà Loan và cũng chính là lối đi duy nhất nối căn nhà của gia đình bà với mặt đường lộ. Nhưng hơn 15 năm trở lại đây, phần đất trên lại mang tên của một gia đình khác khiến chị em bà Loan phải gồng mình khiếu nại khắp nơi. Theo hồ sơ, năm 2004, sau khi thực hiện thủ tục cho ông Sáu, cha bà Loan thừa kế toàn bộ quyền sử dụng 1.000m2 đất, thì Ủy ban Nhân dân huyện Lấp Vò lại cấp quyền sử dụng cho cả hộ gia đình, chứ không phải là cho cá nhân ông Sáu, theo như hồ sơ thừa kế mà gia đình ông đã nộp. Khoảng 2 năm sau, ông Sáu tự ý đi thực hiện thủ tục tách thửa để chuyển nhượng quyền sử dụng một phần diện tích đất cho người khác là ông Lập, trong khi phần lớn các thành viên trong hộ không hề hay biết cũng như đồng ý. Thì việc cấp thừa kế cho từ bà Dương Thị Bảy sang Nguyễn Dương Sáu là cấp cho hộ ông Nguyễn Dương Sáu đó, thì cái này thì theo cái thủ tục thừa kế là cấp cho cá nhân ông Nguyễn Dương Sáu. Tuy nhiên thì trong cái quyết định 1382 là cấp cho hộ Nguyễn Dương Sáu, thì cái việc này thì do cái này thì chưa đúng, do cái cơ quan tham mưu thời điểm đó là cái phòng nông nghiệp địa chính của huyện Ninh Hưng thời điểm đó thì có tham mưu cấp cái giấy này là chưa đúng. Như tôi nói thì cái quan điểm của ông Sáu là thời điểm đó thì cái hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ổng á, nhưng mà ổng biết cái chuyện đó mà sai thì ổng sẽ có cái khiếu nại. Theo Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định rõ, việc định đoạt tài sản chung có giá trị lớn của hộ gia đình phải được các thành viên từ đủ 15 tuổi trở lên đồng ý. Do đó, việc tài sản của hộ gia đình nhưng cá nhân ông Sáu lại tự ý đi tách thửa, cũng như việc cơ quan chuyên môn đồng ý thực hiện thủ tục tách thửa theo đơn yêu cầu của cá nhân ông Sáu là hoàn toàn không phù hợp với luật định. Hơn hết là việc tách thửa này nhằm mục đích để ông Sáu chuyển nhượng một phần diện tích đất. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các thành viên còn lại trong hộ. Có thể thấy, tranh chấp quyền sử dụng đất giữa gia đình bà Loan và ông Lập hiện nay là một trong những hậu quả nghiêm trọng của việc chấp thuận tách thửa đất của hộ theo đơn yêu cầu của cá nhân. Chính quyền địa phương cũng đã thừa nhận những sai sót này, nhưng có lẽ điều dư luận cần biết hiện tại là những sai sót đó sẽ được xử lý như thế nào và cá nhân, đơn vị nào sẽ phải chịu trách nhiệm để các thành viên còn lại trong hộ ông Sáu không bị ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của họ. Thì tôi nghĩ thì cái quan điểm thì trước đây là ông Sáu, ông nghĩ là theo cái hồ sơ thừa kế ông là cá nhân, cho nên thì ông nghĩ là cái chuyện này là cái quyền cá nhân của ông để được quyền để ông thực hiện cái quyền sở hữu cái đất này để ông đi tách thửa. Còn hiện nay thì cái hồ sơ về cái hồ sơ tranh chấp hoặc là khiếu nại giữa các con ông với cái chỗ họ ông Lập á, thì cái này là tòa án đang thụ lý đó, thì cái việc này thì thôi để chờ tòa án có thụ lý, có bản án như thế nào thì lúc đó Ủy ban huyện sẽ có xem xét và thực hiện. Vâng, trong khối tài sản chung của hộ sẽ có quyền sử dụng, quyền sở hữu của cá nhân, nhưng để quyết định định đoạt đối với tài sản chung thì đương nhiên phải có sự đồng ý của tất cả các đồng sở hữu. Ở đây thì quyền của ông Sáu trong khối tài sản trên vẫn chưa thực sự rạch ròi. Thêm vào đó là sự lỏng lẻo trong công tác quản lý tham mưu của cơ quan chuyên môn đã dẫn đến hậu quả là gia đình bà Loan phải đứng trước nguy cơ mất luôn lối đi vào nhà. Được biết, sắp tới Tòa án Nhân dân huyện Lấp Vò sẽ tổ chức xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp giữa gia đình bà Loan và ông Lập. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến quý vị.